Yo, wow. Yo. Xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào cái video, anh em nhớ bấm nút like, nút đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Để nay mình hướng dẫn cho tất cả các bạn nha anh em một cái website có tên là Ganly. Con website này anh em chỉ việc là đăng video kiếm tiền cả anh em. Một cái video đăng nó sự việc một cái video đầu tiên anh em sẽ được 50 đô. Còn những video tiếp theo anh em sẽ tính lượt quảng cáo của nó nghe tất cả anh em. Rồi để tham gia dán cho tất cả các bạn nha, phần link trên phần link mô tả mình đăng ký một cái tài khoản. Rồi đầu tiên phía anh em. À, mình dịch qua tiếng Việt cho dễ nha anh em. Đây thì tiếng Việt chứ tiếng Anh nó cũng vậy thôi. Nhưng mình dịch hôm đăng ký đi. Anh em thì tất cả anh em mình đặt tên của mình nè, được danh mình thôi. Việt Nam là tên mình tên Quỳnh Nhân Ảnh, username anh em tự đặt thử nhớ nha anh em. Rồi dòng thứ ba là password, vậy password mình che lại nghe tất cả anh các bạn. Rồi bắt đầu. Rồi các bạn đây thì địa chỉ email, các bạn điền email mình vào. Rồi đây tháng 6 nè, 1 2 3 4 5 6 mình vui. Anh em không biết thì anh em bấm vào nút 3 vô, anh em bấm qua nút dịch nghe tất cả anh em. Anh em dịch qua tiếng Việt nè. Wow. Yeah. Thằng các anh em ơi. Trời đang mưa nữa. Rồi sinh năm 1991 nè. Đây mình dịch qua tiếng Việt đi cho nó dễ. Tháng 6 rồi anh em. Rồi. Dòng đầu dòng nổi chỉ. Mình áp thành lợi xã Vĩnh Trung Châu Phú An Giang này nghe tất cả anh em. Địa chỉ bộ đơn vị sàn này. Anh em sống thành phố Châu Đốc mẹ đi. Thành phố Châu Đốc. Di mẹ. Rồi anh em nhắc vào tỉnh An Giang nè. Rồi mã bưu điện của mình. Mã bưu điện anh em lên không biết thì gõ nha. Mình 90.000 nè. Rồi quốc gia anh em chọn quốc gia Việt Nam vào nè. Việt Nam đâu thường thường là tốt với như ra biển như. Rồi anh em nhắc 0329931577. Rồi anh em bắt vào tôi chấp nhận điều khoản là điều kiện của chúng. Rồi anh em bấm nút đó. Địa chỉ bộ đơn vị sàn nhân dân này bỏ đi. Rồi anh em bấm nút đăng ký nha. Rồi xin chúc mừng quý khách thành công như mọi người vui lòng kiểm tra email để kích hoạt tài khoản của mình nha các bạn. Rồi các bạn mở cái email của mình lên nè. Còn cái kèo Via Lesai bữa thứ hai nữa mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn và anh em KC KYC nha. Hiện tại mình đang bận công việc chút xíu.
Rồi nó gửi về cho mình một cái nè. Và mình cũng đang check thông tin từ bên sàn, bên cái cổ phiếu VNSA. Bữa hay bữa nữa mình sẽ cập nhật cho tất cả anh em nha. Rồi BTC Chain update. Rồi anh em chỉ việc login vào nha tất cả anh em. Bấm vào click here to nè. Thông cảm mà trời mưa mạng yếu quá. Anh em chỉ việc login vào để mình cập nhật thông tin lên chút xíu nha anh em. Free account. Anh em vào chỉnh sửa trang cá nhân của mình lại nè. Wow wow. Rồi anh em chỉ việc bấm vào nút cái mục này nè nha tất cả anh em. Đăng video nè. Anh em up lên một cái video. Hiện tại thì anh em up lên một cái video đầu tiên nếu mà được việc thì anh em sẽ được 50 đô. Rồi tất cả các video sau thì anh em sẽ được nó trả về tiền về từ quảng cáo nha tất cả anh em. Chứ không được 50 đô rồi. Anh em bấm vào nút. Khoan đây mình dịch qua tiếng Việt. Video này mình hướng dẫn chậm cho tất cả anh em nè. Chọn video để tải lên nè, bạn phải xác minh email để tải lên. Rồi anh em nhấp vào nè. Rồi anh em chọn một tệp nè. Đâu ta? À một mục anh nè. Thay cái chết mẹ đang tải lên. Nhảy đâu không mà ta. Thằng anh em mình, anh em chờ mình đang tải lên chút nha. Anh em lưu ý cái video này là tự anh em quay hoặc là không có dính bản quyền gì nghe tất cả anh em. Hay nhận được tiền anh em. Còn mà có dính đăng quyền bên YouTube này nọ thì anh em sẽ không nhận được tiền đâu. Rồi anh em ghi tiêu đề cũng như là video vậy đó. Giới thiệu về. Giới thiệu về cây cảnh. Rồi anh em chỉ việc up tải lên thôi nha anh em. Mô tả phải ít nhất 5 từ. Like và sale. Cập nhật những clip này mình ghi đại đi. Rồi anh em bấm nút tải lên. Tải lên chia sẻ và cấp phép cho video của bạn. Rồi anh em bấm vào nút quản lý video độc quyền. Quản lý video không gồm YouTube.
Người chơi ầm ầm không độc quyền chỉ không phải để bán tôi. Anh em bấm bạn chưa thỏa thuận quyền với. Rồi anh em chấp nhận vào điều khoản của nó anh em. Và anh em bấm nút gỡ. Sau khi gửi không để mình tìm cách rút tiền anh em. Cái này nó duyệt mình mới có tiền nghe, còn nó chưa duyệt thu nhập. Nội dung video của tôi video tổng quan về tài sản nè. Đây mình kiếm cái nút cuộc một cục tiền kìa. Anh em có viết bài nữa nè. Đây thì có nhiều người đăng lắm mà anh em. Phan đây mình tìm cái một cục tiền ở đâu ta. Account nè. Theo thông tin thì rút qua PayPal, qua PayPal. Phan em, anh em chờ chút mình kiếm tìm cái một cục tiền anh em ơi. Chơi mà không có một cục tiền mình không có chơi nha anh em. Cái này cũng như là nó thay thế một cái YouTube gì đó, nhưng mà YouTube hiện tại 2020 giờ rất là khó kiếm tiền nha các anh em. Nó sự điều kiện của nó rất là khó khăn nha các anh em. Rồi anh em bấm vào một N. Một này là thường thường là kiếm tiền này. Rồi hiện tại mình chưa có đủ tiền nha các anh em. Theo thông tin thì ác thiệt ta. Vậy video mình kết thúc đi tất cả các bạn ơi. Để mình đăng một cái video nào mình sẽ cập nhật cái phía rút tiền cho tất cả các bạn sau nha các bạn. Thì chào tạm biệt tất cả các bạn ạ. Thang đây mình coi mình dịch cho nó tức. Số liệu phân tích thống kê phân tích số liệu phi bộ lọc chiếc thu nhập. Mỗi nhất xu hướng bài viết video bản quyền cộng đồng kênh đâu cả. Khi nào nó cập nhật xong thì nó mới khi nào các bạn video các bạn được duyệt nó mới có một cục tiền cho tất cả các bạn. Vậy video mình kết thúc các bạn. Sau khi mình làm video xong nếu mà có cục tiền được thì mình làm video hướng dẫn cho tất cả các bạn nha.